Sáng ngày 11 tháng 5, thành phố Úng Bí tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có Thượng tá Bùi Hữu Toản, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2017 là năm thiên tai có diễn biến bất thường, khó lường và khốc liệt trên phạm vi cả nước. Đây là năm có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới đạt mức kỷ lục với 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới. Thành phố Uông Bí cũng như tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó, tổng lượng mưa và số ngày mưa cũng cao hơn mức trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa đo được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 của thành phố là trên 2.080 mm. Xác định công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Ngay từ đầu năm 2017, thành phố chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công trách nhiệm cho từng thành viên ban chỉ huy, diễn tập các tình huống phòng chống cứu nạn cứu hộ, tổ chức giả soát kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, vỡ đê, yêu cầu các xã phường doanh nghiệp chủ động thông tin, cảnh báo cho người dân phòng tránh, tổ chức đầu tư sửa chữa nạo vét khơi thông các tuyến kênh mương, cống để đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, Cùng với đó, thành phố duy trì tốt phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên kiểm tra số lượng, chất lượng các phương tiện tìm kiếm cứu nạn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn khi có thông tin về bão, mưa lũ và thời tiết nguy hiểm. Thành phố đã ban hành kịp thời các văn bản công điện cảnh báo, chỉ đạo phòng chống ứng phó, thành lập các tổ công tác kiểm tra một số vị trí sung yếu có nguy cơ mất an toàn, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo chế độ trực ban 24 trên 24 giờ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Hội nghị đã thông qua phương án hiệp đồng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố năm 2018. Theo đó, Um Bí sẽ huy động 1.040 người, 65 phương tiện cơ giới các loại, chuẩn bị đầy đủ vật tư, tổ chức lực lượng ứng cứu các tuyến đê như đê Điền Công, đê Vành Kiệu 2, đê Hàng Son, đê Vành Kiệu 3, tuyến đê Phường Quang Trung, Trương Vương và lực lượng dự bị cơ động của thành phố. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, tất cả các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên toàn thành phố phải luôn chủ động trước mọi tình huống, sẵn sàng ứng trực 24 trên 24 giờ, đồng thời đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp tiếp tục dự báo các tình huống có thể xảy ra để triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp. Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan đơn vị và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc khi có diễn biến thiên tai khó lường gây ảnh hưởng lớn tại địa phương, tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp, chủ động xây dựng các phương án diễn tập, kịch bản hành động cụ thể, chi tiết, giả soát phòng chống sạt lở tại các khu vực đầu bãi thải, điểm xả thải đổ tràn, các tuyến đê sung yếu, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và vật tư cứu nạn cứu hộ. Cùng với đó, các địa phương cần giả soát tiến độ các công trình phòng chống đột bão, đặc biệt là công trình tiêu thoát nước để hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2018. Hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết hiệp đồng phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2018 giữa ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố với các đơn vị sản xuất đứng chân trên địa bàn. Nhân dịp này, thành phố khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.